trở lại với kênh Tiếng Anh SC. Chúc mọi người là ngày mới tròn đầy niềm vui và hạnh phúc. Ngày hôm nay là mình lại đi bọc bãi mọi người ạ. Hôm nay thì do đường của không khí là do bắt ở phương Bắc rồi về nên sóng hôm nay khá là lớn và có một tí mặt gì. Nhưng mà hôm nay thì sẽ có cái chim hút nhau. Thì cái chim nó thường hút vào những chiều lây. Tại là 2 giờ chiều thì bắt đầu lại rồi. Sau thì đã tính tối có con cá nào đấy không? Thì tụi mình cao nhé. Đó là thứ của mình làm ở nhà rồi. Cháu chim là mình cho thì dính nha mọi người. Mình cho 2 lưỡi thôi. Cái chim mà thường hay đi từng đoàn ở chỗ nước nông ấy mọi người. Chỗ nước nông mà có bọt sóng á. Đây, mọi người đã thấy không? À, bọt sóng ở nước nông là chỗ đó thì thường hay có cái chim hốt các chim. Ở đây từng đoàn lớn luôn mọi người ạ. Chim một khi nó ăn thì nó ăn ghê lắm. Mà khi nó không ăn thì ngồi ở ngày nó cũng không ăn mọi người. Đây thì cũng hay xui lắm, biển này rất đẹp nhưng mà mình không biết có ăn hay không. Mọi người cùng theo dõi mình nhé.
đi mọi người. Mọi người có lấy một người. Mà rất là lớn nè, con này tầm cỡ hơn 5 đồng nè. Rất tuyệt vời mọi người nhé. Cuối cùng thì cũng có một con ếch chim bỏ vào thùng mọi người ơi. Tại báo chí quê được một con. Nhưng mà từ đây đến tối thì cá sẽ úp vào nhiều nha mọi người. À, bây giờ là từ bắt đầu mưa rồi mọi người ơi. Mưa như thế này thì hy vọng là có sẽ ốp nhiều vào nữa mọi người. Cái cây mình thì toàn thủ cao rất đông mọi người. Trời hôm nay thì cũng khá lý tưởng, khá mất mẻ nhưng bây giờ nó mưa xíu đồng. Bây giờ là từ mưa khá là đèn hột mọi người. Mình phải mặc áo mưa cao lên mọi người. Và đang chờ một cái gì đó phấn khởi mọi người. Trời mưa này thì khá là nhiều ốc á. Hy vọng có ốc mọi người. Hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều rồi mọi người. Đó cũng ít em dần. Tại thì mình chỉ câu được một con cá chim vàng thôi mọi người. Hôm nay là chỉ được một con thôi. Hy vọng thì bữa sau thì câu được nhiều hơn. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ video của mình. Xin chào và gặp lại mọi người nha.